kết nối với Chúa và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Thứ nhất, giới thiệu và tĩnh lặng. Bạn thân mến, giữa bộn bề của cuộc sống, với nhịp sống vội vã và những lo toan, đôi khi chúng ta cảm thấy mất phương hướng, bế tắc, chán nản và hoang mang. Chúng ta chạy đi tìm kiếm sự bình an bên ngoài qua sắc đẹp, tiền tài, danh vọng và sự công nhận. Nhưng câu trả lời thật sự, bình an lại nằm bên trong khi ta quay về kết nối với Thiên Chúa, đấng tạo dựng và yêu thương chúng ta vô điều kiện. Bây giờ, hãy cùng nhau tĩnh lặng, ngồi xuống thoải mái, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Hãy cảm nhận từng hơi thở đến từ Chúa, làm dịu bớt những căng thẳng và để tâm hồn bạn trở nên thanh thản. Hít vào, cảm nhận sự hiện diện của Chúa ngay trong giây phút này. Thứ hai, cầu nguyện quay về với Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài là đấng tạo dựng con trong hình ảnh của Ngài. Con biết rằng dù đôi lúc trong cuộc sống này con cảm thấy mất phương hướng và lo lắng, nhưng Chúa luôn ở bên con, luôn sẵn sàng lắng nghe và chỉ đường cho con. Con xin dâng mọi lo âu, mọi bối rối lên Chúa và xin Ngài giúp con tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Con không cần phải vội vàng tìm kiếm bên ngoài, bởi vì sự bình yên thật sự chỉ đến khi con quay về với Ngài. Khi con lắng nghe tiếng nói của Chúa, khi con hỏi Ngài về mục đích và sứ mệnh mà Ngài dành cho con trên đời này. 3. Buông bỏ và hướng tới phiên bản tốt nhất. Chúa ơi, con xin học cách buông bỏ những lo lắng về quá khứ và tương lai để sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Con biết rằng dù hôm nay mọi thứ có vẻ quan trọng đến đâu thì ngày mai chúng sẽ trở thành quá khứ. Thân xác này dù có đẹp đẽ cỡ nào cũng sẽ trở thành cát bụi theo thời gian. Vậy nên con đặt trọn niềm tin vào Chúa để Ngài dẫn dắt con trở thành phiên bản tốt nhất mà Ngài muốn. Con không cần phải lo lắng về quá khứ của mình, vì những gì quan trọng là con đang xây dựng con người mà Ngài muốn con trở thành trong hiện tại. Ngay bây giờ, con xin mở lòng đón nhận những khởi đầu mới và nhờ ơn Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp con sống đúng với sứ mệnh của mình. 4. Cầu nguyện cho sự bình an và yêu thương. Lạy Chúa, con xin giao phó mọi cảm xúc và suy nghĩ của con trong tay Ngài. Xin Ngài giúp con sống trong bình an, không bám víu vào những điều thế gian và không để nỗi sợ hãi hay lo lắng chi phối con. Con muốn sống với tình yêu và sự bao dung, tha thứ cho những ai đã làm tổn thương con và yêu thương tất cả những ai Chúa đã đặt trong cuộc đời con. Con biết rằng khi con học cách yêu thương người khác, con sẽ nhận được tình yêu của Ngài và cuộc sống của con sẽ trở nên trọn vẹn hơn. Con sẽ không tìm kiếm sự đền đáp mà chỉ mong được phục vụ Chúa và cộng đoàn của Ngài. 5. Đón nhận thông điệp của Chúa. Con sẵn sàng mở rộng trái tim mình để đón nhận mọi thông điệp yêu thương mà Chúa muốn gửi đến con. Con biết rằng tất cả những gì đến với con trong cuộc sống đều có lý do. Mỗi trải nghiệm là một bài học, và con xin đón nhận với tất cả lòng biết ơn. Con sẽ sống tỉnh thức, luôn chú ý đến những lời dạy của Chúa qua từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Con lựa chọn sống trung thực với chính mình, đối diện với những thử thách và học hỏi từ mỗi trải nghiệm. 6. Kết nối với sức mạnh của Chúa. Lạy Chúa, khi con kết nối với Ngài, con nhận được sức mạnh phi thường để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Con biết rằng Ngài sẽ luôn dẫn dắt con qua mọi thử thách, giúp con vững niềm tin và tỉnh táo trong mọi tình huống. Chúa là đấng ban cho con sự bình an, và con tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài trong từng bước của con đi. Xin giúp con luôn sống với niềm tin mạnh mẽ
và lòng biết ơn để con trở thành một người xứng đáng với tình yêu vô điều kiện mà Ngài đã dành cho con. 7. Lời kết. Chúa ơi, con tạ ơn Ngài vì Ngài luôn ở bên con, dẫn dắt con và giúp con trở thành người mà Ngài muốn con trở thành. Con nguyện sẽ luôn sống trọn vẹn với sứ mạng của mình, luôn lắng nghe và làm theo tiếng gọi của Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Con tin rằng khi con kết nối với Ngài, con sẽ nhận được tất cả những gì tốt đẹp và trọn vẹn. Xin Chúa giúp con sống lòng yêu thương, lòng biết ơn và sự bình an trong mọi hoàn cảnh. Con tạ ơn Ngài. Amen. Hy vọng những lời dẫn cầu nguyện này sẽ giúp bạn kết nối sâu sắc hơn với Chúa và thu hút phiên bản tốt nhất của chính mình theo sự dẫn dắt của Ngài. Bây giờ, hãy bước ra cuộc sống. Nếu bạn thấy thông điệp này hữu ích cho ai đó, xin bạn quảng đại chia sẻ. Ước gì nhờ sự chia sẻ của bạn, họ được hạnh phúc hơn. Hãy luôn nhớ rằng, thế giới này cần bạn và những giá trị bạn tạo ra. Bạn là kiệt tác của Chúa. Giê-xu yêu bạn rất nhiều.